Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Nối tiếp sự phát triển của dòng máy rang giờ 30, công ty Bình Minh chúng tôi cho ra đời dòng sản phẩm máy rang giờ 50. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của công ty Bình Minh. Máy giúp rang nhanh và chín đều các nguyên liệu. Máy có thể rang được các nguyên liệu như hạt điều, hạnh nhân, đậu phộng, các loại trà đóng túi lọc hay các loại dược liệu. Cửa nạp của máy rang được thiết kế hình vễu, giúp cho các nguyên liệu được đưa vào buồng làm việc một cách dễ dàng. Lồng rang được thiết kế rộng rãi, có sức chứa lên tới 40 hoặc 50 cân một mẻ rang tùy nguyên liệu đầu vào. Hệ thống rang nhiệt gồm có 21 thanh nhiệt, mỗi thanh có công suất tiêu thụ là 500W, máy sử dụng dòng điện 380V. Máy rang giờ 50 được lắp đặt thêm dây nối đất, có chức năng an toàn cho người sử dụng khi máy chuẩn bị đi vào hoạt động. Lồng rang có 3 cánh đảo giúp cho các nguyên liệu được rang chín đều, màu sắc đẹp mắt, tiết kiệm được chi phí nhân công cho người sử dụng. Ống thoát nhiệt có thêm nhiệm vụ thoát hơi nước ở trong lồng rang ra ngoài, làm cho sản phẩm chín nhanh hơn. Máy có hệ thống bảng điều khiển, công tắc nguồn, đèn báo, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ, đồng hồ hẹn giờ và công tắc đảo chiều giúp cho người sử dụng dễ dàng vận hành máy. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng bởi đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm nên chúng tôi xin cam kết về chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Khi mua máy của công ty, quý bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất và được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty để xem máy, thử máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc gửi xe khách. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có trụ sở tại 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0911 754422, 0946 249955. Chúc bà con mạnh khỏe, làm ăn hồng phát. Xin cảm ơn.